Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay một cái video về cái loa gắn ở ngoài nhà. Cái này tôi mới mua cái hiệu Yamaha Outdoor Speakers, có nghĩa là nó ở ngoài cái nhà đó. Cái giá $130 chưa có thuế. Tôi sẽ thay cái loa cũ của tôi, nghe nó hơi không được trong lắm. Giờ tôi chiếu gần cho các bạn coi cái loa mới này. Cái này là gắn ở trên tường. Bây giờ tôi mở cái hộp để cho các bạn cùng coi với tôi nó cái loa nó như thế nào. Đây, cái loa mới đây, Yamaha. Tôi sẽ thay cái loa cũ của tôi, Infinity. Hai cái để gần nhau. Tôi đã gắn một cái lên trên tường rồi. Bây giờ tôi sẽ quay cho các bạn coi. Xong rồi mình nghe thử cái loa nào nó hay hơn. Cái trên tường, cái loa cũ nằm ở trong cái góc tường ở ngoài nhà, ở ngoài cái sân sau. Bây giờ tôi sẽ quay cái mới, tôi mới gắn xong, tôi quay cái camera lại. Đó, còn thay cái cầu thang tôi mới leo lên tôi gắn xong. Bây giờ tôi chiếu gần nó lại. Nó cũng chả có khó gì đó, nó cũng dễ gắn lắm. Bây giờ mình lên mình nghe coi cái mới với cái cũ nó khác nhau thế nào. Giờ tôi leo lên cầu thang. Cái ý tôi thì cái mới nó nghe trong hơn nhiều. Cái loa cũ như tôi nói đó, nó cái tiếng nó không được thật lắm, nó không biết đã bao nhiêu năm rồi tôi quên, cái hồi tôi mua tôi quên mất rồi. Thành ra giờ thấy cái Yamaha, giờ mình xuống mình sẽ nghe cái Infinity speaker cũ của tôi.
thì cũng được thôi, nhưng mà nhiều khi con người mình thích cái mới, chứ còn để cái cũ nghe cũng được thôi, nhưng mà lâu lâu mình thích thay cái mới cho nó có việc làm. Nghe cũng đâu đến nỗi gì mà không có bằng. Tôi nói giờ về hưu rồi, bây giờ lâu lâu không có việc gì làm, cũng ngửa tay ngửa chân, thành ra kiếm cái gì mua gắn với sờ cái này mò cái kia cho nó qua ngày. Trong cái patio, nó nhìn ra ngoài sân, cái này không phải là trong nhà, nó chỉ là ngoài cái nhà thôi, nhưng mà nó cũng có mái, có nóc để mình ngồi nó khỏi nắng. Còn nếu mình muốn ngồi ngoài thì đây có ghế, có dù ngồi ở ngoài. Có cái ghế cái ghế ở trong hồ tắm ở dưới cây dù. Còn ở ngoài nhìn vô trong cái chỗ mà kêu là cái indoor patio. Tôi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.